việc làm bằng thái độ. Sáng 31 tháng 3, trong kết luận hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố với lãnh đạo các sở, ban ngành, quận huyện, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dành riêng phần cuối để nói về việc thay thế cây xanh được dư luận quan tâm thời gian qua. Tôi thực sự là những ngày vừa rồi tôi ngẫm nghĩ về cái chuyện này hết mọi cái lý lẽ, mọi khía cạnh. Vì sao cái việc đúng chủ trương như thế mà mình lại gặp cái sự phản ứng như thế này? Nhưng mà hiểu cho đúng cái bản chất vụ việc này nó như thế nào, vì sao thì chủ trương thì đúng nhưng tổ chức thực hiện lại sai. Không phải là nói hai ba câu hết được đâu các ông chí. Do cái tính chất quan trọng, cái tính chất nóng bỏng, phức tạp và nhạy cảm của vấn đề, mà để làm rõ được vấn đề này đúng là cũng phải có cái thời gian, có thể là dài, có thể là ngắn. Nhưng mà nói một lúc thì có thể nói là cũng không dễ mà mọi người thông ngay đâu. Nhưng mà nếu nói, cần nói một cái gì nó rất là ngắn gọn, thì có thể tôi nói rằng là chúng ta phải tự phê bình, tự kiểm điểm. Đấy. Và phải khẩn trương khắc phục những cái việc làm vừa rồi là giản đơn, là nóng vội, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự của thủ đô. Bí thư phân tích, thay thế cây xanh là việc nhạy cảm, liên quan đến đời sống, con người, là vấn đề văn hóa, xã hội. Đó là chưa kể, có những cách làm mà nếu không giải thích cụ thể, cặn kẽ, nhiều người không hiểu được, sẽ cho là có những khuất tất. Có những việc, thưa các đồng chí, nếu không giải thích cặn kẽ thì không ai hiểu được đâu. Vì sao phải làm đêm? Tại vì làm đêm nó mới ít ảnh hưởng đến giao thông, đến trật tự, đến an ninh, nó không làm ách tắc đường phố. Một cây nó to như thế hạ xuống ban đêm thì nó dễ hơn ban ngày. Thế nhưng mà người ta lại hiểu làm đêm như là có cái gì là khuất tất, như có gì là vụng trộm. Mà ông xin nói lại với các đồng chí, ngay dùng cái từ ngữ thôi, không phải là chặt, không phải là hạ, không phải là phá, mà đây là thay cây, là trồng mới. Thay cái cũ bằng cái mới, chứ thành phố không phải là phá hay là chặt hay hạ rồi, nó đang là cây thành bãi đất hoang. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định, dùng lời nói thuyết phục dư luận, thuyết phục người dân chia sẻ với thành phố về chủ trương này là chưa đủ. Các cấp, các ngành cần phải vào cuộc trên tinh thần trách nhiệm cao để lời nói đi đôi với việc làm. Bí thư Thành ủy tin rằng, bằng cách giải quyết trên tinh thần cầu thị, dư luận và nhân dân sẽ hiểu và chia sẻ với thành phố. Trong các cuộc họp vừa rồi, bản thân tôi cũng nói cả hai cái vế rất là đầy đủ. Cầu thị lắng nghe, nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc, nhưng cũng phải rất là thận trọng và cũng phải rất là khách quan, đúng đắn. Đấy. Việc kia đã triển khai, đã có phần nóng vội rồi, bây giờ xử lý lại cũng vội nữa, thì tôi nói là có thể là hai cái vội cộng lại là lại thành cái sai nữa. Đấy. Cái cây mà chưa trồng ấy, là của dự án, là của chúng ta. Những cây mà đã trồng rồi ấy, là nó thành của xã hội, của đường phố, của thủ đô. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết, tiếp thu ý kiến của dư luận, của nhân dân, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu dừng việc thay thế cây xanh để giải quyết những vấn đề liên quan trên tinh thần hết sức nghiêm túc, cầu thị. Công tác thanh tra phải được thực hiện khách quan, công minh, xử lý các vấn đề liên quan phải đúng mức, không làm oan sai, nhưng cũng không bao che, né tránh cho những sai sót, khuyết điểm.